Thừa Thiên Huế, cuộc sống ở nơi đường biến thành sông, ghe thuyền làm phương tiện đi lại. Mỗi mùa lũ lụt trôi qua, người dân vùng rốn lũ ở tỉnh Thừa Thiên Huế dường như đã quá quen với việc bị nước lũ ngâm nhiều ngày. Do đó, họ luôn chủ động kê cao đồ đạc, sẵn sàng lương thực và mua sắm cả ghe, thuyền để làm phương tiện đi lại. Mưa lớn trong các ngày 16 và 17 tháng 10 cùng với việc các hồ thủy điện điều tiết nước khiến cho nhiều vùng thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập nặng. Ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, nơi được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù trời ngưng mưa, tuy nhiên trên tất cả các con đường trong thôn còn bị ngập, có chỗ ngập sâu khoảng 0,5m, chỗ cạn 0,3m, nhiều nhà dân bị ngập khoảng 0,1m hoặc ngấp nghé ở trước sân. Tùy chúng tôi là gồm có là 189 hộ, thì đúng đây là một vùng quê rất là thấp trũng, nói chung là ảnh hưởng với cái ven trên đê của là thôn Nghĩa Lộ, Nam Phù, nên hàng năm là mỗi lần là lũ đến thượng nguồn về là bị ảnh hưởng rất là lớn, là có nhà là ngập rất sâu, nên là bà con ở đây đúng là rất khó khăn cho công việc là làm ăn, và đi lại. Từ hàng năm mỗi lần mà đến tháng 8 trở lên, sau tháng 10 thì đúng là làm lượng lũ là rất là nhiều, nhưng bà con là rất là khó khăn. Với những người dân ở vùng rốn lũ Xuân Tùy, dường như họ đã quá quen với cảnh nước ngập phải bị bõm lội nước hoặc chèo ghe đi lại. Trong năm 2020, họ đã có hơn 40 ngày sống chung với lũ. Do đó, trước mỗi mùa mưa lũ, người dân cũng đã chuẩn bị mọi phương án để ứng phó như chủ động kê cao đồ, trữ lương thực thực phẩm và sắm cả ghe để làm phương tiện đi lại, sẵn sàng sống chung với lũ.